nắng gắt, không ngại mưa rồng, sơn bát đường bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mắc Hùng, chọn sơn Mắc Hùng. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mắc Hùng, nơi chia sẻ những mẫu nhà cho chính đội ngũ của Mắc Hùng thiết kế và thi công xây dựng. Trước khi đi vào chi tiết ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mắc Hùng. Mắc Hùng là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mắc Hùng có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Để có thể chiêm ngưỡng nhiều mẫu nhà đẹp, quý vị có thể truy cập vào trang Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hùng. Đây là fanpage chính thức của công ty. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể truy cập vào những fanpage khác như là Mắc Hùng Sài Gòn, Mắc Hùng Miền Tây, Mắc Hùng Nha Trang, Mắc Hùng Thanh Hóa, v.v. Hiện tại thì Mắc Hùng đang chạy rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá 30% từ 200.000 chỉ còn 145.000 trên mét vuông cho những ai có nhu cầu mua bản vẽ thiết kế, tặng ngay một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021 cho những ai ký hợp đồng thi công trọn gói. Giải đáp thắc mắc của nhiều quý vị thì hiện tại Mắc Hùng vẫn ký hợp đồng online và với những địa phương nào không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thì vẫn tiến hành thi công như bình thường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một công trình nhà mái thái một tầng mang hơi hướng phong cách tầng cổ điển. Và đó chính là đây, cơ nhà của anh Quang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lối kiến trúc tầng cổ điển được thể hiện rõ tại chi tiết mái vòm ở sảnh chính và sảnh phụ, cùng với những chi tiết phào chỉ ở mảng tường và cột. Và tất nhiên là những chi tiết phào chỉ này thì đã được lược giảm đi rất là nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà phong cách tân cổ điển lại được yêu thích đến như vậy, bởi lẽ nó được xem như là sự chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của phong cách cổ điển trong quá khứ và sự phóng khoáng của phong cách hiện đại. Quan sát phần chính diện của ngôi nhà thì chúng ta thấy là hệ mái và phần vòm được nâng đỡ bởi hai trụ cột vuông vức khỏe khoắn. Phần đầu trụ cột với những đường phào chỉ được gọt giũa rất là tinh tế. Với khoảng 75% là gam màu trắng, bên cạnh những màu sắc điểm nhấn như là màu ghi của gạch ốp tường đã mang lại một diện mạo vô cùng tinh tế, hài hòa và đẳng cấp cho ngôi nhà. Toàn bộ công trình được sử dụng màu sơn của Mắc Hùng nên quý vị có thể an tâm là màu trên bản vẽ 3D như thế nào thì khi trao đến tay khách hàng sẽ như thế. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn bảo hành lên đến 10 năm nên quý vị có thể yên tâm về vấn đề chất lượng. Chúng tôi đã sử dụng hệ mái thái màu xanh than cho ngôi nhà của anh Quang. Phần mái của ngôi nhà được giật cấp cùng với những khoảng đua đã tạo nên những điểm nhấn, những khoảng hở đẹp mắt cho công trình. Để công trình này mang dáng vẻ hoài cổ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mới lạ, chúng tôi đã sử dụng nhôm hệ kết hợp với kính cho toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà. Việc sử dụng và lắp đặt nhôm xin pha màu ghi xám sẽ mang đến một vẻ đẹp thanh lịch. Với công nghệ sơn tĩnh điện bên ngoài sẽ giúp phản xạ nhiệt tốt nên khi chúng ta ở bên trong nhà sẽ không cảm thấy nắng nóng khó chịu. Cơ nhà của anh Quang có chiều ngang là 5,91m và chiều sâu là 21,51m. Diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 130m2 cho tầng 1 và tầng lửng. Sau khi hiểu được những mong muốn cũng như là nhu cầu sử dụng của gia chủ thì đội ngũ kiến trúc sư của Mắc Hùng đã bố trí mặt bằng công năng như sau. Ở tầng 1, từ sảnh chính đi vào là khu vực phòng khách chiếm diện tích 23m2, đi tiếp tục vào trong là phòng bếp chiếm diện tích 17,4m2 và hai phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh dùng chung. Cơ nhà của anh Quang do Smart Home, đơn vị trực thuộc Mắc Hùng thiết kế và thi công nội thất trọn gói. Về phần nội thất, chúng tôi hướng đến phong cách hiện đại qua việc sử dụng gam màu trung tính cùng với những vật liệu trang trí hiện đại. Phòng khách được bày trí một bộ sofa với tông màu xám và thay vì sử dụng những chiếc bàn vuông vức như thường thấy thì chúng tôi đã sử dụng một chiếc bàn tròn nhằm tạo nên điểm nhấn cũng như là sự trẻ trung năng động.
Sàn sử dụng gạch granite, vân đá màu trắng. Đây cũng là loại gạch được dùng cho xuyên suốt các không gian còn lại, trừ khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm và nhà vệ sinh thì chúng tôi sử dụng gạch ceramic chống trơn, đảm bảo an toàn cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình khi sử dụng. Việc sử dụng gạch màu trắng sẽ giúp tạo hiệu ứng mở cho không gian. Với những không gian hẹp và thiếu sáng thì gạch màu trắng lại càng là sự lựa chọn hoàn hảo. Trần phòng khách ốp thạch cao, khung sơn chìm, bản matit lăn sơn hai đứt màu trắng. Khung sơn chìm của trần phòng khách không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn phù hợp theo khía cạnh phong thủy. Chúng tôi đặt một hồ cá cảnh tại vị trí phân chia phòng khách và phòng bếp. Đây cũng chính là mong muốn của gia chủ, đó là phải giữ lại hồ cá và đặt đúng với vị trí trước đây của ngôi nhà nhằm đảm bảo vấn đề về phong thủy. Không gian phòng bếp được chúng tôi thiết kế đảm bảo đầy đủ đồ dùng bếp nhưng vẫn gọn gàng nhất có thể để tạo ra nhiều khoảng trống cho không gian này, tạo nên sự thông thoáng thoải mái. Một bàn ăn dành cho 6 người, tủ bếp, kệ bếp hình chữ Y và một tủ lạnh kích thước lớn đảm bảo đầy đủ tiện nghi và đem lại sự tiện lợi nhất khi sử dụng. Phía sau phòng bếp là hai phòng ngủ số 1 là phòng ngủ master có nhà vệ sinh khép kín bên trong dành cho gia chủ và đây là phòng ngủ số 2. Tương tự với phòng ngủ đầu tiên thì không gian này sử dụng chủ yếu là những màu sắc như là màu trắng, màu nâu, màu be. Tiến lên khu vực tầng lửng thì chúng ta vẫn còn một phòng ngủ nữa, đó chính là đây, căn phòng này. Sắc hồng trắng rất là ngọt ngào, căn phòng này thì được anh chị yêu cầu thiết kế riêng cho con gái của mình với tủ quần áo, kệ sách và bàn học rất là tiện nghi. Phòng ngủ số 3 này thì có diện tích là 15m². Tầng lửng của gia đình anh Quang còn có một phòng thờ chiếm diện tích 14m², một nhà vệ sinh 4m² và khu vực sân phơi. Với những ngôi nhà nhiều hơn một tầng hoặc là có thêm tầng lửng thì chi tiết thang sẽ rất là quan trọng. Chúng tôi đã thiết kế 17 bậc thang dẫn từ tầng 1 lên tầng lửng. Và như quý vị thấy thì mắt hôm chúng tôi không bao giờ để 3 bậc cuối cùng của thang hướng ra ngoài cửa chính. Bởi đây là điều đại kỵ trong phong thủy. Nếu như vi phạm vào điều này thì sẽ khiến cho không khí lưu thông không ổn định. Khí khi mà vào nhà thì sẽ trực tiếp đi lên trên các tầng trên, ảnh hưởng đến tuần hoàn khí. Công trình nhà anh Quang có chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 8,8m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,2m, tầng lửng là 3,4m, chiều cao mái là 2,2m và chiều cao từ cốt sàn đến mặt sân là 75cm. Về phần kết cấu của công trình, sau khi tiến hành khảo sát thực địa bằng các thiết bị chuyên dụng thì chúng tôi đã sử dụng hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, tựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp với đỡ tường ngăn. Về giải pháp xử lý móng và nền, chúng tôi sử dụng móng cọc bê tông cốt thép cho công trình nhà của anh Quang. Trong bộ hồ sơ chúng tôi gửi đến quý khách hàng thì còn có một hồ sơ nữa, đó chính là hồ sơ điện nước. Thông qua bộ hồ sơ này thì quý khách hàng sẽ biết được quyền lý cấp điện, hồ sơ thiết kế cấp nước và hồ sơ thiết kế thoát nước. Đặc biệt là với những bản thống kê, vật tư thiết bị, gia chủ sẽ dễ dàng nắm bắt cũng như là giám sát thợ một cách hiệu quả hơn. Sau đây, anh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Đèn LED Markham tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Markham tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Markham nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Markham thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Markham với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888, 0924099999 để được giải đáp. Markham, giá trị tạo nên thương hiệu. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của anh Quang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Markham thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Mọi người cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh Markham và Nhà đẹp Markham để không bỏ lỡ những video mới nhất về nhà đẹp cũng như là rất nhiều chương trình ưu đãi đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì Ánh Diệu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số tiếp theo.